Hôm nay gia đình nhà Táo được một phần quà nha bà con. Rồi con đem xuống con mở ra. Của chị có Facebook là Trần Bội An. Thì ở trong này là hình như là chiếc xe cho bé Chí Tâm, quý bà con cô bác anh chị. Cắn luôn hả? Mấy cái này bình thường đã vô luôn. Rồi còn hồi nãy anh Kiên đi kiếm cá được một mớ cá để Thảo quay cho bà con coi được nhiều không nha. Mở ra. Wow. Này cái lóc đồng không nghe quý bà con. Cái lóc đồng, ba con cá lóc. Rồi bữa nay bắt gắn chung luôn kìa chứ đèn. Rồi tổng cộng là 2, 4, 5 con cá lóc, 5 con cá lóc, 2 con cá lóc bự, 3 con cá lóc nhỏ, với mấy cái rô cá sặc nữa, với con gắn chung. Trời ơi, nghe nói anh Kiên sợ gắn lắm rồi dám bắt gắn luôn ta. Gắn chung không có đọc. Trời ơi. Rồi mở ra. Được không? Xé đi, xé đại ra luôn đi. Xé ra luôn đi. Rồi chiếc xe. Rồi con dở lên luôn tại chú cầm máy. Rồi. Rồi cái đầu bên kia. Đặt nghe lại. Mở dây đó ra. Mới giật á, mới giật bên đây. Từ từ thôi, mở từ từ ra thôi. Có ba lô không kìa? Đây gia đình nữa này được phần quà nha bà con. Wow, xe đẹp quá bà con. Em có biết đâu, này của bà chị có gửi. Coi coi có nó có mắt này kia không? Có chốt không? Coi coi. Mò mò coi. Mở ra bây giờ cứ đưa thẳng ra đây, cứ đưa thẳng ra đây. Nó có chốt bật xuống gài á. Được không? Sao ta? Này không biết luôn rồi. Không biết luôn hả? Từ từ mò. Mò chắc cũng ra. Áo cái này chứ con. Này con cầm coi, con cầm coi. Sao? Nó bật xuống gì hả? Mày nhấn cái thải này không? Không. Cái này kéo ra không vô. Kéo thẳng lên đây. Hình như có đồ là nó làm gì dưới kìa. Có gì dưới kìa. Nó kéo cái dây này sao? Nó có cái khóa. Tại vì nào giờ em cũng đâu có thầy này đâu biết. Cho nó cứ bụng xuống không vậy. Thôi bây giờ cứ
trước tiên thì để đi, rồi nữa có gì mò sao. Thì của chị An, Trần Bội An ha, thì cảm ơn chị trước đi. Thì đó về mình mò từ từ, tại vì cái này mình chưa có sử dụng, chưa có biết. Chị An, chị An. Dạ thì em xin đại diện gia đình xin chân thành cảm ơn chị An rất là nhiều đã tặng chiếc xe cho bé Trí Tâm. Em xin cảm ơn chị nhiều. Chị nhiều ạ. Rồi. Đem vô giỏng đi. Cái thiện đem vô giỏng đi con. Đây nữa rồi mình mò nó có cái chốt. Rồi con đem vô giỏng. Đẩy vô giỏng đi, đẩy vô giỏng đi. Nằm vô bếp luôn đi. Làm sao? Không biết. Con muốn để đâu để? À chiếc xe của bà chị như vậy. Rồi hiện tại thì nó còn cái chốt khóa đó thì em không biết như thế nào, tại nào giờ không có sử dụng. Thì trước tiên mình cứ để đại đây đi. Rồi nữa rồi có gì mình mò sao ha. Hình như nó có cái khóa đó kìa, không phải. Chị An. Em cảm ơn chị An cho bé cái xe đẩy chơi. Cảm ơn chị nhiều gia đình, chúc chị mình khỏe chị An. Anh này thấy với anh có phước lắm nha bà con. Dạ thì bà con cô bác anh chị là thấy anh qua đi thấy bé Chí Tâm nè, cũng như là đưa hơi mạnh đó, nhưng mà ngặt cái là anh này anh cảm giác mạnh. Như là đưa nhẹ nhẹ là khóc bà con, mà đưa mạnh thì là không có khóc đó, cười kìa, cười mỉm mỉm kìa. Đó, cái gia đình cũng có cái chiếc xe kia kìa, đưa nhẹ hiều luôn mà nó không chịu. Nó phải đưa mạnh vậy đó nó mới chịu. Đưa nhẹ là nó khóc dữ lắm. Cũng quậy dữ lắm nha bà con. Thế nào? Chào bà con, cô bác, ngoài nước, trong nước. Dạ. Thì hôm nay Thảo đi trên chuyến đường sẵn đem quà của chị An vào cho gia đình nhà Táo luôn, tại vì mới gửi cho Thảo tức thì. Rồi thấy gì thôi Thảo nhận hàng xong rồi Thảo đem vô trong gia đình nhà Táo luôn. Đó, bữa nay anh Kiên đi bắt cá được một ít như thế này bà con. Đó. Chết cha không gãy luôn rồi. Xui luôn rồi. Nó trùng luôn. Đó gắn trùng nữa. Thôi đừng có bắt nha nó chích à. Nhau làng cô Hải nguyên vọng đứng trong luôn. Có cuộc đưa nào mà con. Thí dụ chị Tiền bận công chuyện đó, làm đồ ăn này kia đồ đó, thì có cái cuộc đưa đưa bé Chí Tâm như thế này. Đưa nhẹ thì nó không chịu, đưa mạnh nó chịu. Bé không có chịu nhẹ, cô bác ơi, con cảm đi, không phải là không biết mà biết cái bé nhỏ thì nó mạnh. Còn xe này là gọn. Nó vuột luôn hả? Đã nói là hồi nãy nó vuột cái gì rồi. Còn cái xe này là của em nha bà con. Xe này của em, của Thảo mua cho nhóc ở nhà đó. Rồi bây giờ nó cũng lớn rồi. Hồi nãy ở trên đường chở sao lọt cái bánh trước luôn. À, nó vuột ốc chứ không có gì hết trơn á. Bây giờ nữa rồi cái kêu anh Kiên anh lên dặn hai con ốc cho là xong. Cảm ơn chú. Cho con đó, cho con chiếc này đó. Chừng nào bé Chí Tâm lớn lên thì về Chí Tâm chạy. Chưa có gắn vô đàng hoàng nha, chạy hồi lọt bánh xe ra đi. Chưa chị Trân ơi. Nó hầm lắm. Dạ. Rồi sắp tới với số bán lại đó nghe hay nồ. Nôn rồi. Bán lại đâu được đâu. À nói vậy thôi chứ ở ngoài chùa Bà cũng chưa có đón tiếp khách du lịch lại đâu, chưa có khách hành hương.
cho nên thì chưa có bán được đâu, nói vậy thôi. Nói chung anh nói chung là anh Phúc á, nói chung cũng nhỏ, anh Phúc cái mặt ảnh mà gắn. Bữa nay anh Kiên cũng kiếm được một mớ cá ha, bữa hổm đi kiếm không có. Này đồ 4-5 cá lóc nè, trọng trọng không à, nói chung gì cũng được rồi. Cá lóc đồng mà khó kiếm lắm chứ. Qua cái mua cái bình khác, bình nó kia nó hơi xịt cá chết. Có một bình khác cái có lương nữa gì đó phải không? Lương nè, trời, lương như xíu, lương lãi gì trời. Mấy con Thấy quay cho bà con xem nha. Nhiều cũng tiền không á. Cá lóc đồng nhìn vô là biết cá lóc đồng liền ha. Cá lóc đồng gì? Nó nhỏ nhỏ không à. Lấy cái con ốc á, con dặn lại. Không, con ốc vô trong cái gỗ không, kiếm con ốc con dặn lại. Tại nãy chạy ngoài trên đường á, nó vuột luôn rồi. Anh chạy vuột á hả? Em chạy vuột. Nay bà Táo làm gì đây? Trẻ heo tí. Chiên à. Đó. Nó đưa mạnh như vậy nó thấy ngủ không? Nhẹ. Tại vì bà con thấy đưa hơi mạnh đó cho nên là bà con kêu đưa nhẹ nhẹ lại. Nhưng mà đưa nhẹ thì lại khóc ha. Ngủ không đụng. Con đêm con quậy nữa không? Cứ đắm gì đó, ngồi ngủ. Mạnh đi ra luôn đi, khỏi, mà không đi ra, đi ra luôn. Không để khăn ở chỗ sao, đi ra luôn đi. Nhậm gì, ông hay nồ, ông còn lộ hàng nữa mà, ông bình thường thôi. Coi chừng chúng em bây giờ nè. Nó mới lạc xe. Bữa hổm cô Tư gửi cho Thảo mấy chai dầu xô bóp với mấy chai dầu nước xanh thì còn dư lại ở trong nhà, thì còn một chai dầu xô bóp với một chai dầu nước xanh này Thảo đem vô cho anh Hai Nồ luôn, để cho anh Hai Nồ ở nhà đó thì tiền hoặc là bé Chí Thiện á để xô bóp. Đây quý bà con, đây nè của cô Tư còn dư lại nè, thì còn lại một chai dầu nước xanh với chai dầu xô bóp. Đây em gửi cho anh luôn ha, đặng mình xô bóp ha. Cô cảm ơn cô Tư gửi cho chai dầu hai chai dầu xô bóp. Dạ. Xin giác cảm ơn cô Tư nhiều. Chúc cô Tư là quan phát tài. Thì cô Tư hổm dài cô Tư cũng không được khỏe đó. Thì chắc bây giờ thì cũng lâu rồi, bữa hổm có điện cho cô Tư nó cũng bớt nhiều rồi. Anh điện cô Tư mất máu đó, có bệnh gì mất máu. Thì bữa hổm cô Tư gửi cho Thảo còn dư lại còn hai chai, một chai dầu nước xanh với chai dầu xô bóp, em gửi cho anh Hai Nồ luôn ha. Mình xô bóp cái chân mình á, cho nó giãn gân giãn cốt ra cho nó khỏe. Dạ, cảm ơn cô Tư. Đi bán ha anh Kiên. Dạ, chín dừa thì có. Chứ có hả, không có dừa hả? Ngoan. Vậy là kiếm dừa chưa có. Dạ. Hay là hết mùa hay sao? Nó cũng còn mà nó không được giá. Dạ. Nhắm lời mình mới lấy, không lời không lấy. Dừa mình làm nó rất là cực, mình bán phải có lời mới được, còn mà là ít quá mình đâu tiền thân mình đổ rồi mà hết luôn rồi đâu có. Chắc thấy được giá giống giá thỏa thuận được thì mình mua vậy đó. Mình lên mình chặt giờ mình bán. Thì bữa hổm là như là cái xe mà cái giống điện này là hình như là của chị An Trần luôn, em nhớ là hình như là của chị An Trần luôn cái gì á. Dạ đúng rồi. Rồi thêm cái chiếc ở trên nữa là của chị đó. Rồi bữa nay thì chị cho thêm chiếc xe nữa. Thì chị cũng thương gia đình nhà đó rất là nhiều. Nên thì cho rất là nhiều món.